Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa thể thao trong tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây là những nội dung đầu tiên của chương trình. Vừa qua, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với hai nội dung cầu lông và bóng chuyền hơi, giải thu hút hơn 100 vận động viên tham gia. Giải là dịp giao lưu nhằm nâng cao thể chất, tinh thần, tạo không khí vui tươi, đoàn kết cho cán bộ, viên chức và người lao động trong khối, góp phần hoàn thành tốt chương trình công tác cho năm 2022. Kết thúc, ban tổ chức trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Vừa qua, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tây Sơn Thái Cực tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức giao lưu thi đấu và thi lên đai cho các võ sinh. Tham gia đợt thi năm nay có gần 100 võ sinh đến từ các lớp năng khiếu võ thuật trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung thi lên đai gồm các bài thi căn bản như thủ pháp, cước pháp và thân pháp. Các bài thi đấu đối luyện, hầu hết các võ sinh đều đáp ứng tốt phần thi được giám khảo, huấn luyện viên đánh giá cao về kỹ thuật trình diễn. Võ thuật Tây Sơn Thái Cực là một trong những sân chơi bổ ích sau các giờ học, giúp học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, giảm bớt tình trạng nghiện game, nghiện mạng xã hội như hiện nay. Vừa qua tại sân bóng đá cỏ nhân tạo phường Lưỡng Vượng thành phố Tuyên Quang diễn ra vòng đấu thứ 3 giải bóng đá 7 người hội Sale Marketing tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất năm 2022. Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, sau hai lượt đấu, FC Hội Nhâm và FC Giới Liên đang là hai đội bóng dẫn đầu với các chiến thắng trước FC Tuấn Hường và Dũng Hường. Ở lượt đấu tiếp theo, đội đang dẫn đầu là FC Hội Nhâm sẽ phải bảo vệ lợi thế trước đội bóng đang xếp ngay sau mình trên bảng xếp hạng là FC Giới Liên. Để chuẩn bị cho giải đấu Sale Cup 2022 thì đội bóng đã có những buổi tập luyện trước giải đấu gồm 2 hoặc 3 buổi mỗi tuần để chuẩn bị có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Và đến với giải đấu Sale Cup 2022 thì Hội Nhâm đến với giải đấu với tinh thần là thể thao cho tất cả mọi người, cho rèn luyện sức khỏe. Và rất mong là giải đấu năm nay sẽ là tiền đề cho những giải đấu năm sau để có thể đội Sale Cup cùng các nhà phân phối có thể ngày càng phát triển hơn giải đấu này thành một hoạt động thường niên trong các năm tới. Giải là sân chơi bổ ích thiết thực dành cho các vận động viên thi đấu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là giải có nhiều vận động viên trẻ nên chất lượng các trận đấu được nâng cao. Qua những cái sự chuẩn bị ở bên phong trào, từ những cái khâu từ bên bình luận viên hay những khâu tổ chức thì cũng một số là một tính chất bóng đá và phong trào, nhưng cũng có mang cũng là nghiên cứu rất là kỹ về những cái quy chế đá và cái điều lệ. Thế nên là khi vào giải đấu thì tinh thần của các cầu thủ cũng rất là sôi nổi, cổ động viên, các nhà phân phối cũng là người ta ủng hộ. Giải bóng đá 7 người hội Sale Marketing tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất năm 2022 có 110 vận động viên đến từ 7 đội bóng đá trên địa bàn tỉnh. Giải do Trung tâm bóng đá cộng đồng thành phố Tuyên Quang phối hợp với các doanh nghiệp hội Sale Marketing tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Sơn Dương phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng. Hiện nay toàn huyện có hơn 70 câu lạc bộ, 881 đội thể thao với hơn 1.000 thành viên tham gia. Cùng với những môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, chạy việt dã, hiện nay bộ môn võ thuật cổ truyền thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia tập luyện. Là người trực tiếp giảng dạy và huấn luyện bộ môn võ thuật cổ truyền nhiều năm trên địa bàn huyện, huấn luyện viên Nguyễn Đức Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật Tây Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, hiểu rõ nhu cầu, sở thích của các em học sinh thanh thiếu niên. Để giúp các em có hứng thú tập luyện, chúng tôi luôn luôn thay đổi hình thức và cái phương pháp tập luyện cho phù hợp các lứa tuổi của các em. Qua đó để phát triển phong trào võ thuật cổ truyền của địa phương. Tại sân thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, các thôn, xã và các buổi chiều thường diễn ra các hoạt động thể thao. Trong thời gian vừa qua, phong trào phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Sơn Dương đang phát triển rất là tốt. Các câu lạc bộ, các đội thể thao cơ sở duy trì hoạt động ổn định, thu hút được đông đảo người dân tham gia luyện tập. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Sơn Dương cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức tích cực tự tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Nhờ làm tốt công tác phát triển thể dục thể thao trên địa bàn huyện mà tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên liên tục tăng qua các năm.
Đến nay, toàn huyện có 29% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 22,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao, 909 đội thể thao cơ sở, 66 câu lạc bộ thể dục thể thao với gần 9.500 vận động viên, 100% thôn tổ dân phố có sân bóng chuyền hơi, 399 trên 400 thôn tổ dân phố có nhà văn hóa, 368 công trình thể thao tại các xã thị trấn đáp ứng nhu cầu rèn luyện của người dân. Chuyển sang các hoạt động văn hóa văn nghệ, vừa qua tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với 15 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022. Đoàn Tuyên Quang đã tham gia và giành được những kết quả tốt. Liên hoan có sự tham gia của 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Trong khuôn khổ liên hoan diễn ra các hoạt động, gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. Hội thảo khoa học, giải pháp bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc. Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng. Kết quả, Đoàn Tuyên Quang giành 2 giải A trình diễn trang phục nhóm dân tộc Cao Lan và Dao Tiền, 2 giải B trình diễn trang phục nhóm dân tộc Pà Thèn và Dao Đỏ, 2 giải B thêu dệt thổ cẩm và trưng bày không gian văn hóa, 1 giải C trình diễn trang phục Mông Hoa. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, thời gian qua, trường phổ thông cơ sở Phúc Sơn, huyện Lâm Bình đã tổ chức đổi mới tiết chào cờ đầu tuần, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng mềm và có tâm thế thoải mái khi bước vào tuần học mới. Thay vì tập trung nhận xét như trước đây, giờ chào cờ hiện được trường phổ thông cơ sở Phúc Sơn, huyện Lâm Bình tổ chức, đa dạng và phong phú nội dung. Phần nghi lễ chào cờ vẫn đảm bảo sự trang nghiêm. Sau đó, tùy chủ đề từng tuần, từng tháng mà giờ sinh hoạt dưới cờ sẽ được lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống, kiến thức về văn hóa, xã hội thông qua hoạt cảnh, ca múa, kể chuyện, trao đổi phương pháp học tập, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn, giới thiệu sách hay cho các em học sinh. Đổi mới, sáng tạo nội dung trong giờ chào cờ, bước đầu tạo không khí sôi nổi, hứng khởi cho học sinh, là việc làm thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo không khí học mà chơi, chơi mà học, là bước khởi động cho một tuần học tập đạt kết quả cao. Góp phần nâng cao phong trào đọc sách trong học sinh, vừa qua Thư viện tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Sơn Dương tổ chức chương trình Thư viện lưu động cho học sinh trường tiểu học Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương. Tham dự chương trình có đông đảo các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Ngoài việc đọc sách, các em còn được tham gia các hoạt động hấp dẫn như đố vui, tìm hiểu về lịch sử địa phương. Xe thư viện lưu động được trang bị khoảng 4.000 đầu sách, máy tính, tivi, máy chiếu, ghế ngồi, phục vụ cho việc đọc sách, tra cứu tài liệu, xem phim. Hoạt động của xe thư viện nhằm đem thông tin, tri thức, thói quen đọc sách đến với các bạn học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua các hoạt động của chương trình, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, kỹ năng lựa chọn sách báo có nội dung tốt, có tính giáo dục cao, phù hợp với tâm lý của từng lứa tuổi, cấp học, lan tỏa văn hóa đọc ra cộng đồng, cũng như khẳng định giá trị của sách báo trong đời sống xã hội. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, di sản hát then nói riêng, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều cách làm hay, hiệu quả. Trong đó, việc thành lập các câu lạc bộ và mở các lớp bồi dưỡng tập huấn hát then đàn tính luôn được ưu tiên. Đam mê hát then đàn tính từ nhỏ, em Nguyễn Mai Phương, thôn Nà Tông, xã Khuôn Hà, tích cực tham gia các lớp tập huấn hát then đàn tính do Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Lâm Bình phối hợp với các nghệ nhân hát then đàn tính trên địa bàn tỉnh tổ chức. Nhằm tìm hiểu sâu hơn về nét đẹp, giá trị nghệ thuật cũng như kỹ năng biểu diễn của loại hình nghệ thuật dân gian này. Em cảm giác học được rất là nhiều thứ, học được những làn điệu then cổ và biết được nhiều những văn hóa. Em được các ông truyền dạy cho rất nhiều điều. Em sau khi học lớp then này thì em có thể học thực thêm những làn điệu then cổ để phục vụ cho Hung Tây và có thể mà hướng dẫn cho các du khách biết về những làn điệu then cổ của mình. Em rất mong là huyện mình sẽ tổ chức được thật nhiều những cái buổi ngoại khóa như này để bọn em có thể tiếp thu được nhiều hơn những tinh hoa văn hóa của dân tộc ạ. Năm 2022, lớp tập huấn hát then đàn tính được tổ chức tại xã Thượng Lâm, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật tham gia học hỏi và tìm hiểu, đặc biệt là những người trẻ. Xác định là muốn bảo tồn, muốn phát huy cái giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày và các dân tộc khác nữa,
thì phải tổ chức các cái cuộc tập huấn truyền dạy đó cho các homestay đấy, để du khách đến đây được thưởng thức một cái sản phẩm du lịch bằng làn điệu dân ca của dân tộc, các dân tộc sống ở mảnh đất Lâm Bình này. Cho nên là xác định được cái trách nhiệm đó thì về đây là đã được tiếp cận với tất cả các nghệ nhân để truyền đạt một số cái làn điệu, có một cái làn điệu rất mới mà bây giờ mới lên sân khấu là đưa cái làn điệu Bụt vào đây. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, các hội nhóm yêu văn nghệ cũng như đưa các hoạt động hát then đàn tính vào phục vụ khách du lịch, giảng dạy trong các trường học, thì việc mở rộng đối tượng tham gia các lớp tập huấn góp phần giúp người dân hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc, phát hiện và tuyển chọn các cá nhân có năng khiếu để truyền dạy và phát huy giá trị di sản hát then đàn tính ra cộng đồng. Đền Bắc Mục có diện tích hơn 2.000 m2, hướng ra sông Lô. Đền tọa lạc trên gò Mục, thuộc tổ nhân dân Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đền còn có tên gọi khác là Đền Ông, thờ vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công 3 lần đánh giặc ngoại xâm. Đền Bắc Mục được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 11 năm 1738, triều vua Lê Y Tông. Trong gần 300 năm, đền bị giặc phá hoại nhiều lần, nhiều sắc phong bị đốt cháy, đồ tế khí bằng đồng bị thất lạc. Năm 2026, được sự đóng góp của nhân dân và du khách, đền được tu sửa khang trang. Năm 2008, đền Bắc Mục được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Đền Bắc Mục được tổ chức hàng năm từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 âm lịch với nhiều nghi thức tín ngưỡng, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Hàng năm, đền thu hút khoảng 2 vạn khách thập phương đến lễ bái. Đầu xuân mới, du khách đi lễ bái ở Hàm Yên còn có thể đi theo tour đền Thác Cái, đền Thác Con, đền Bắc Mục.